Trận thi đấu đầu tiên trong kèo solo AC giữa Sen Long và game thủ Nhãn Tở. Vâng, chuyển sang xem AC đi, chứ Sen Long với cả Nhãn Tở các anh vừa cặp với nhau, vừa bê mồm, vừa đến 1-4 ở kèo 3-3 Sen rồi. Chuyển sang xem AC đi. Thôi quả đầu đâu. Ô, rồi, từ từ bình tĩnh. Sen Long ơi, quả, à đây rồi, ui rồi, quả. Ô, không ra. Mèo mò có hơn không? Vâng. Xấu một tí nhưng mà không ra. Bãi quả đằng sau cánh rừng luôn cho nó mát. Tưởng ai solo với ai đấy ở trên bảng quân nó màn hình nó hiện rất rõ rồi anh. Anh Kiên Lê không? Xuyên màn đêm. Chờ anh em có khi ngủ trước thì khi tôi tắt like chứ. Hết kèo tôi vẽ ra kèo gì đâu. Rất nhiều anh em đang còn sợ hết kèo. Bây giờ mới có 22 giờ, chưa đến 22 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam. Hết thế nào được kèo. Và tối mai sẽ có kèo kèo cung R nữa. Giờ dành cho các kèo đấu cung G. Ban ngày chúng ta sẽ đánh giam đơn nhiều kèo. Đây một bài không hề đẹp dành cho Sen Long. Tất nhiên rồi, quả đầu anh tìm ra muộn. Một bài quả đặc biệt cộng thêm với cả không có đồ đùa, hai người yêu khá gần nhau. Chưa có thêm voi gần sẽ Sen Long câu. Map đấu xấu luôn anh có Sen Long. Và hai người yêu gần nhau thì gom lại thành một bầy. Nghỉ lễ công ty thưởng nhiều không được nhân viên. Anh em hiểu làm bất động sản thì làm gì có nghỉ lễ. Đúng không nhỉ? Làm gì có chuyện nghỉ lễ anh em? Làm về AOE cũng không có nghỉ lễ đâu anh em ạ. Gọi là cái gọi là cái ngành giải trí mà. Đấy, cứ ngày nào nghỉ anh em nghỉ thì là ngày chúng tôi làm việc mạnh. Vâng, một bé chay ăn hai bầy yêu gộp lại một. Sen Long vừa câu được con voi về. Vâng, bài thì xấu như ma cấu rồi. Chào anh Thái Trọng nhá. Vâng, xin chào anh. Anh cho một like là tuyệt vời. Vâng, cỏ kèo 3-3 Yamato thì hay. 3-3 Yamato thì đánh cái gì anh? Tức là 6 game thủ đều chọn Yamato và... Vâng, lên 3 xong rồi đánh cái gì đánh anh? Hay là lên 4 mới đánh? Không biết ý tưởng của anh là gì. Nếu anh có điều kiện thì tôi làm quảng treo ấy luôn. Ui dồi, 3 dân rồi cho Sen Long. Sen Long 23 dân thì game thủ Nhãn Tử đã có 26 dân rồi. Vâng, câu hai con voi xà tít mù khơi vậy. Đời anh Long. Vâng, 843 với 26 dần của AC. Lao động được cái anh hiếu đặng nhở. Vâng, những thao tác rất nhanh dành cho Sen Long. Trận này anh thắng được thì cũng có thể gọi là một highlight. Ăn rất nhiều động vật. Vì thêm một con voi nữa dành cho Sen Long. 3 voi, 2 bầy hiệu. Rogan, 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 Rog
Rồi, đây là BA. Thì mình nghe cái tựa dành vào xe lòng rồi. Vâng, 11-17. Vâng, bài này vào tay em thì 13-14. Gà quá. Anh em không cần chơi. Bây giờ tôi vào phòng áo tông cung kích. Đánh gà qua cung kích. Rất đẹp. Đất đủ vẽ 6 cái ruộng, xe lòng vẽ đủ 6 cái ruộng luôn. Quanh cái BG đầu tiên. Đầu tăng thêm BA. Bài đấu mà cái thủ nhắn tử chỉ lên đề 2 sớm hơn xe lòng nó 20 giây. Dần dần nó đang đứng chơi thì sao, chỗ bên mò. Chỗ bên mò, đó. Bỏ bớt dân cố vẽ thêm cái ruộng nữa. Đủ anh Long đánh bù na. Vâng, như vậy anh Long đang có tổng khoảng 9 cái ruộng. Na rồi. Vâng, cái ruộng thứ 10. Ở đây, 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 con hàng nhãn tử đi dương A. Chưa chắc dương A, anh Long đóng A cao. Anh Long đóng A cao. Để nhãn tử đóng nha nhô nhô lên. Phải dương A đâu anh ạ, nhầm xin lỗi mọi người. Tôi tưởng nhãn tử đóng ở gần nhà Long. Rồi, úi trời. Quay lên đời sớm hơn, 5 nhà dành cho nhãn tử tí rồi. Thôi, cố gắng đào thôi. Tạm thời chưa có thương vong. Chưa có thương vong. Có dành cho xanh Long. Bây giờ họ xô vào ruộng. Chạy thôi. Chạy trước, chưa có thương vong. Nhãn tử chưa mút được gì. 4 điều năm và điều quân còn soi máu rất kỹ. Đây là tờn thứ hai của nhãn tử. Xe lòng đang có tờn hai, các anh vẫn chưa bắn được gì của nhau. Vâng, xe lòng chết liên tiếp hai con cùng lồng, yếu hơn về mặt số lượng, yếu hơn về mặt số lượng và nhãn tử. Vâng, bắn chết hai con cùng lồng liên tiếp. Vâng, chết ba con và đến lượt nữa rồi. Nhãn tử đang ăn nhiều cung hơn, xe lòng đang đáp trả được. Đang soi máu con PG của nhãn tử và đang hút máu anh bắn vào và rất đau. Và vẫn đang chờ cố thủ được dành cho xe lòng. Rồi anh chết cả quân lẫn dân. Nhãn tử càng ngày càng đông. Càng ngày càng đông và rất nhiều tay xe lòng. Không có nhiều cung. Không có nhiều cung dành cho anh. Nhà bia vẫn có thể xả được. Một tên bố nam mới dành cho xịn lòng. Số lượng quân của nhãn tử ở mắt thường thôi. Đã thấy nó đông rồi. Đang cố gắng xoay, cố gắng điều. Cố gắng hạt điều dành cho xịn lòng. Như pha thân thánh nào đó. Pha hạt điều thân thánh nào đó. Rồi, không có điều thần kỳ xảy ra dành cho xịn lòng. Chỗ map đấu quá xấu dành cho anh. Vâng, nhà nhãn tử kể cả anh có điều thua chắc nữa thì không biết xịn lòng công vào kiểu gì. Vâng, kín mít đóng A ra bên ngoài 5 nhà A. Thì cả xịn lòng có thủ được nhà trong pha vừa rồi cũng không biết thắng kiểu gì. Tỷ số là 1-0 dành cho game thủ nhãn tử. Ta chờ đợi trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai trong cả kèo solo AC. Đúng là solo AC thì đôi khi mà còn bài vở nó cũng ảnh hưởng.
bài xấu một cái là đi ngay. Ta đến với trận thi đấu thứ hai. Hy vọng bài sẽ làm ổn hơn. Đây là quả đâu? Quả đầu sẽ long là bách quả bảy. Mình rất mọi người cho một like, một chia sẻ. Dù đây cũng là kèo thi đấu ở muộn rồi. Đây là hiêu đầu. Hiêu đôi. 87 con. 7 con thôi. Vâng, hình như 7 con thôi. Nhiều quá. 7 con thôi anh ạ, 7 yêu đầu 7 con. Đâu? 8 con này à? Chắc 7 đó. Đang rất cẩn thận dành cho Sen Long. Có quả phụ. Đã có quả phụ dành cho Sen Long rồi. Nhãn tử đánh có vài là gà. Lên trên đây đong hết đỏ. Đã ướm ở dưới. Lòng ngoan quá. Ướm lên tí đong hết ngay. Quả phụ cũng là 6 cây. Quả đầu 7, quả phụ 6, 1 bầy cho 7. Quả đầu 7, quả phụ 6, 1 bầy cho đầu 7 con. Còn cái thêm cái gì không nhỉ? Anh Long anh cũng... Vâng, ép lửa đây. Ngầm nghĩa mãi. Cũng tưởng anh vậy. Bắt đầu hơi lằng ngoằng cái vị trí đóng ép của Sen Long. Đây rồi. Nhà dân kích đời 8 rưỡi rồi, 27 dân. 27 dân dành cho Long. Đây mới là ép thứ hai. Ở cái mặt trên này rừng nó đẹp hơn. Nhiều chỗ đóng ép hơn dành cho Sen Long. Giờ Sen Long đang căn chỉnh lại dân quả phụ. Bài thiếu anh chưa tìm ra thêm đồ gì. Vâng, hai bánh quả mắc cây cộng thêm với một bầy ô to. Thêm một voi nữa dành cho Sen Long. Chúng là gọi là thánh ép toàn đồ rồi. Đủ đồ rồi thôi. Toàn Sen Long ép
Xin cho khán giả lắc mắt nhanh. Vâng, dân của Nhãn Tử đã tìm ra luôn. Bịt vào. Nhãn Tử đã đi dân lên trên này. Dân Nhãn Tử, vâng, hình như đi vào trong rồi đấy. Trên bản đồ con. Vâng, BM và đây là BA. Vâng, Nhãn Tử lên đời sớm hơn, 26% dành cho Nhãn Tử. Ba Nhãn Tử đi dâng A. Anh đi dâng A. Vâng, phi con voi. Thêm. Nhãn Tử đã cho dân đi vào trong nhà C5 rồi. À, đóng cái mảng đó thôi. Còn câu thêm một vòi nữa rồi về dành cho xem nào. Gì đặc biệt không? Đây rồi, có vẻ mạng thế này, đúng không nhỉ? Chưa chắc nó gồ gồ này. Nhưng mà dân thì đi vào trong đấy rồi, chắc chắn đóng A cái mạng đấy thôi. Đóng A cái mạng đấy thôi, thì đóng A mạng này. Rồi lên tới dòng bánh xe. Lại câu chuyện khó dành cho Sen Long. À, Nhãn Tử lên sớm rồi. Chúng ta lại dừng A. Là dâng điểm yếu luôn. Chui ở trong nhà dâng điểm yếu luôn. Đúng nè. Vâng, chạy ra ngoài có thêm bãi quả nữa dành cho Sinh Long. Mà lại có chuyện dân không? Tự nhiên anh chọc sư tử làm gì? Sếp tôi không bao giờ chọc sư tử. Chọc ngay sư tử này. Toàn thế. Bốn nhà bị sập đều. Nhãn Tử anh còn dâng được mấy A? Tử dâng được 5 A toàn. 1, 2, 3. Ơ, vui rồi, 5 A. 5 con trong trận đầu. Trên đời cũng không khoảng cách quá nhiều. Còn tận dụng dốc không? Nhãn Tử chắc chắn sẽ rỉa vào dân. Một dân đã phải nằm xuống dành cho Xin Long. Xin Long ăn lại được một cục. Ăn lại được một cục. Thời xe lòng chết hai dân ra lại một cung, một dân chết bởi con sư tử. Vâng, xe lòng vừa chết lại một dân rồi. Bây giờ tơ thứ hai dành cho Nhãn Tử, 10 con cung rờ. Bây giờ còn 9 con cung rờ, xe lòng thì là 7. Thua hai cung, con dốc đứng phủ trên mặt này. Và điều cung, xe lòng vừa chết thêm cung nữa. Nhãn Tử thêm một đạo cung của Nhãn Tử. Tử đang rất đông cổ báo. Cổ báo có trồn lao lại. Lòng là con dốc quá cao đi. Dốc quá cao thì anh không có thế giàn quân kia. Sau là những cơ sở làm ăn của mình. Còn Nhãn Tử như thế dẫn gần vào sâu hơn. Xe Long đã phải vắt dân ra để quẩy không? Đã phải vắt dân ra để xoắn quẩy cho Xe Long. Còn đỡ được không? Đỡ được tính tiếp. Còn 4 con dành cho Nhãn Tử. Dân xoắn quẩy đang là rất hiệu quả dành cho Long. Nhưng Nhãn Tử lại thêm 5 con cung đờ đầy máu nữa dành cho Nhãn Tử. Vâng, Xe Long qua rồi. Dân xoắn quẩy vì là hay. Bây giờ vâng, Nhãn Tử được khỏe 5 con mới. Dốc này Xe Long vẫn đang hạt liều thêm 3-4 con cung đờ mới dành cho Xe Long. Vẫn thủ được con dốc này. Vẫn thủ được con dốc này. Nhãn Tử đã phải rút lui rồi. Nhãn Tử đang có tập cử được lại đông quá. Lại đông ạ. Rồi mình bắn vào những con cung đờ hết máu rồi mình sẽ lui lên dốc phủ thôi. Lại lui lên dốc phủ thôi. Quá thuận lợi cho Xe Long phủ đi. Bắn quả búng ra ngoài cũng là rất hợp lý dành cho Long. Lại lên chơi ăn là bấy nhiêu nữa. Tôi đang rất dẻo dành cho Thần Long. Chưa thua đâu. Tôi không tin Nhãn Tử có thể vắt thêm cái đạo quân Nam A đều như vậy của bài Sơn A. Bài Sơn A Nam A của Xe Long lên con số 40, 39, 40 rồi. Đứng trên dốc này. Ôi đây rồi, Hồng Anh rồi. Cái hình ảnh Hồng Anh đến từ Nhãn Tử. Anh ta cũng có dân. Có lẽ dân An Hoàng thì trước anh ta dân đây. Anh ta vác lên luôn, vác lên đảo. Là thủ bài Nam A đi dân của Nhãn Tử là rất hay. Liệu có chiến thắng dành cho Xe Long không? Chỉ thêm một bấy nhiêu nữa. Nhãn Tử
tử bắt đầu chiếm được dốc, anh ta đang muốn leo lên dần dốc. Nhưng Chen Long vẫn đang chưa cho leo lên. Chưa cho leo lên. Nhớ vẫn đang diễn ra căng thẳng. Tử đã có cả dần vắt ra quẩy. Anh chưa chiếm được con dốc này. Và việc vác dân ra để mà thiêu như vậy thì chắc chắn là không đều Nana rồi. Có lẽ một đạo dân ăn hết một, đoán một bãi quả rồi, một cơ sở gì đó của Lãng Tử gần đây, anh ta vác ra, anh ta hỗ trợ cùng để có thể leo lên để chiếm A. Xem Long không để chiếm được. Và bốn nhà bè bắt đều khi mà Xem Long có đồ ăn hoang. Lãng Tử không quản được, Lãng Tử tập trung tấn công rồi. Vâng, Nhã Tử đang gọi là công vào tường rồi. Công vào tường rồi. Xem Long vẫn đang đứng rất vững. Đúng như bàn thạch dành cho Long. Một cái vỡ dành cho Xem Long. Nhà đè bắt đang rất đều trên dốc. Trên dốc ở vô 2 tỉa xuống. Cực kỳ dẻo cho Xem Long. Tưởng như là không có đường khác để mà công. Buộc phải tận dụng số lượng đè con dốc này. Không kịp đè. Bây giờ số lượng của anh ta vẫn đông. Vâng, dừng A phút thứ 23 rồi, Nhãn Tử vẫn có thể bắt đều. Như vậy Nhãn Tử đây là bài, tôi đoán Nhãn Tử cũng có cả ruộng ở nhà, bền lực lắm. Vâng, Timeline thì vẫn đang yêu hơn dịch Nhãn Tử. Rồi bây giờ Xem Long mất dốc rồi, anh chạy đi thôi. Đưa Nhãn Tử về tới quản bản đồ. Đây rồi, đúng là có ruộng ở nhà dành cho Nhãn Tử. Các cơ sở nhà Nhãn Tử cũng phải bắn vào thôi. Nhãn Tử chỉ yêu hơn Xem Long đó một vài tham. Trời ơi, ruộng vẽ nhoét nhoét ở nhà, thằng nào khỏe thế. Rồi, cũng phải trốn đi. Còn Nhãn Tử đang về. Nhãn Tử đang về bắt tân quần tỉa của Xem Long. Còn Xem Long chỉ biết khoan này. Còn khó, khó dành cho Long. Số là 2-0 dành cho Nhãn Tử. Đằng sau chỗ BB của Xem Long vẫn còn bãi quả nữa. Đây, sau BBBM vẫn còn bãi quả, Xem Long không tìm ra. Nhãn Tử dâng quả hiểm đấy. Nam A anh ta có ăn hoàng, có gà ruộng ở nhà anh ta ép khó thở luôn. Tỷ số là 2-0. Nhã Tử đã dẫn trước sau 2 game rồi. Bây giờ Xem Long có đi gỡ không? Đầu dành cho anh Long, tính ra sớm vỗ đầu gần à, có luôn ở xe giò luôn. Đây sẽ là bài mà dễ dàng đi tìm đồ ăn dành cho Xem Long. Bằng bây giờ đóng đẹp. Như là các game thủ bây giờ sẽ không có chuyện là soi xem là bây giờ ai đóng mắc binh hơn đâu. Thời ngày trước rồi. Trước đây các ông cứ xen ảnh với nhau, bây giờ đóng ngày mắc chưa. Bây giờ thì như không có. Bằng tìm ra hai yêu và thêm đôi voi dành cho Xem Long. Có xe giò tìm ra sớm cái, xe giò gần như là mở mắt ra có xe giò. Hứa hẹn cái mát cũng sẽ đề về mặt đồ ăn. Thôi, gỡ thôi. Gỡ. Hai voi gần nữa. Gỡ thôi.
Thua sâu quá, có khi cả là cao. Anh em tắt tivi đi ngủ hết. Gỗ đầu ba cái gỗ rất cần. Câu hai voi, cú đơn phết. Cú đơn câu hai voi. Được quá nhỉ. Nào xem anh câu hai voi kiểu gì. Đi. Rồi, úi dồi, con kia quay đầu rồi đấy. Không câu gọi là biểu diễn đi thôi. Rồi thêm quả phụ, mắc rồi đấy. Rửa lại thêm vòi. Rồi câu đi. Quá đẹp. Vậy thêm cả quả nữa cơ. Rất nhiều đồ ăn dành cho sen lòng. Bài có thể gọi là bội thực dành cho lòng. Bội thực dành cho sen lòng. Tay cơ họ câu vòi tốt hơn. Thắng cao sẽ đưa hai con vòi, bốn con vòi nằm quanh nhà chính rồi. Đây còn vòi thứ ba về nhà chính của lòng. Vẫn còn vòi nữa. Thêm ép nữa dành cho xe lòng. Sẽ ép nhân đôi. Hai quả phụ. Mạnh quá. Mà trời không cho ai không cái gì. Sẽ nghĩa đen mãi. Đúng không? Đen trận đầu rồi. Sẽ nghĩa đen mãi. Đồ đen mấy cái trận đầu cũng được. Mấy cái trận quyết định thì mình sẽ đỏ càng tốt. Ừ, chứ mình cứ đỏ mấy cái trận đầu, mấy cái trận quyết định mình sẽ đen thì... Ôi dồi ôi. Mấy trận đầu khác mình mới đen thì phổ trước sướng sau thì... Sợ nhất là mấy cái trận đầu mình mắc, nhưng mà mấy trận sau mình lại đen. Cưỡng được. Còn xe giò đang đẩy đi các hướng. Có vẻ thì nhắc tử cái mạng góc 9 giờ. Còn xe giò mất bóng ở đấy thì hơi phải. Mạng góc 9 giờ có xe giò biết được hướng nhà được nhà thì ở góc nhà đối thủ chỗ nào thì xe lòng sẽ đóng A nó chuẩn. Liệu nhắn thử đi sang A nữa không. Nguyên mạnh quả anh chưa thèm ăn. Bài bốn vòi để hiểu thêm hai quả bờ và đây là bia. Vâng, kích chặt gỗ nào. Thomas.
Yuri. Rogan. Oh, oh. Yuri. Trong đế chế nó cũng có quả fan cuồng. Ở trong bóng đá thì tôi nhớ cái quả thuật ngữ fan cuồng. Hollywood gun cái gì đó. Trong đế chế chắc cũng có nhiều. Thì anh em hâm mộ người nào đó quá là tôn người ta lên thân là thành. Như anh Lê Tuấn vừa rồi. Tất nhiên là một số ông là vào đây cố tình như vậy để chọc cười anh em thôi. Đấy, có thể là kèo nó đang hơi muộn, buồn ngủ quá. Người ta chọc cười anh em để cho anh em vui thôi. Đâu không có gì đâu. Người ta cố tình đó. Vâng, bốn nhà bia. Dành cho Thần Long. Tất nhiên là hai trận thắng của Nhãn Tử là rất xứng đáng rồi. Thần Long là hai trận không cưỡng được. Trận thi đấu vào đầu tiên lại xấu. Trận thi đấu thứ hai Nhãn Tử dân quận 5A ép thế thì là vâng cố đưa về cái thế đấy là tốt quá dành cho Sen Long rồi, không thắng được. Đây là tên là Sen Long chủ động tấn công. Trận thi đấu đầu tiên Sen Long tấn công 1-2-3-4-4-A dành cho Nhãn Tử. Long đang công đúng mặt điểm yếu Nhãn Tử, đáng ra chỗ này phải là Zen nghe. Nhãn Tử chưa có điều quân là rất tốt dành cho Nhãn Tử. 1-0 dành cho Nhãn Tử về mặt điểm cung đường. Cả hai game thủ đều đánh, đó là một bài thi đấu các anh đánh 4A. Sen Long đã có vua 2. Sen Long có gỗ 2 trước Nhãn Tử. Nhãn Tử vẫn là gỗ 1. Rồi, tên thứ 3 dành cho Sen Long. Đẩy lên. Nhãn Tử theo mắt nhìn của huấn luyện viên thì đã chết 2 cung, chết 3 cung, chết 4 cung dành cho Nhãn Tử. Sen Long chết 2, chết 5. Rồi, bây giờ Nhãn Tử chỉ còn 3 con ở trong. Bây giờ Sen Long tách vào để bắn dân ruộng. Vâng, chỗ này thì đúng là quá khó để cho Nhãn Tử thủ. Khi mà nó bị vướng, quân của anh đi ra thủ sẽ bị vướng ruộng. Đáng ra chỗ này phải dễ nghe để cả. Bây giờ Xe Long bắt đầu báo dần. Còn thêm một tên tiếp viện lên đến từ Xe Long. Nhãn Tử hết quân để mà đỡ rồi. Tăng thêm A. Trước nhà BA thứ 5 dành cho Xe Long. Và Nhãn Tử đã phải buông chuột. Tỷ số đơn xuống ngắn có là 1-2. Rút ngắn xuống là 1-2. Vâng, đúng điểm yếu. Và Nhãn Tử cũng không phải là đẹp. Ăn nhau bởi bài. Ăn nhau bởi bài. Nhãn Tử sẽ nghe chỗ này. Cản chỗ này. Đúng rồi, công mặt này thì Nhãn Tử chỉ có 4A. Trong khi bài Sen Long thì đều ê. Tỷ số là 1-2. Có nghe bảo rồi, một số anh em là muốn chọc cười anh em thôi. Họ giả vờ, họ cố tình rồi đó. Vui vẻ mà. Vâng, trận thiếu thứ tư. Vâng, liệu Sen Long có thêm một chiến thắng nữa đưa về đó là bản lề hay không? Bài quả đầu dành cho Sen Long, bài quả 7. Đây là thêm một mấy yêu đầu dành cho Sen Long. Yêu bốn. Có vẻ như trận trước đồ ăn bè mồm, trận này có vẻ sẽ là hơi khó khăn dành cho Sen Long trong việc đi tìm đồ. Yêu này Sen Long sẽ phải rất tỉ mỉ và cẩn thận soi máu hiêu để có thể đá về cho nó gọn.
Cây gỗ khá vô duyên trên đường hiệu vệ. May đây là dân của AC, cây gỗ không đẹp lắm. Dân di chuyển nhanh, có thể đưa về. Và ui toàn tiền lượng xấu dành cho Sen nào. Vâng, rừng chưa tìm ra. Rừng chưa tìm ra đồ ăn thì cũng chỉ có yêu đầu với bầy yêu đầu, à với quả đầu. Chết một dân. Đây rồi. Bài mà đang không có rừng. Cả hai cánh rừng đều là những cánh rừng thông dành cho lòng. Vâng, đồ ăn đâu? Long. Đúng là AC, cái độ may rủi nó cao. Vâng, hai hiệu nữa. Vâng, một bài ép 3 hiệu. Chúng ta cùng chờ đợi xem là Sẽ Long lại xử lý những cái bài này như nào. Đấy, những cái bài cơ bản hai yêu hai quả rồi. Vâng, các thứ ở đây lại thêm quả phụ này. Các thứ thì chúng ta xem rồi, xem anh Sen Long anh xử lý những cái bài xấu xấu tí, ta còn học hỏi. Xem là Sen Long cũng kích muộn giống mình hay là Sen Long kích được sớm hơn. Thêm bài quả phụ đại thịnh bài là Long đi ăn quả phụ rồi di chuyển hơi xa. Cung R kích 9 dành cho Long. 8-59. Không phải là tên 9. Suýt 9 rồi. Nhắc đến 9 thì ngày xưa đi học thì ghét lắm. Toàn 9. Cũng mơ 10, cay thật. Hai thằng ngồi cạnh nhau vì cho thằng kia chép bài nó được 10, được có 9. Cay. Hai bài giống y hệt nhau. Cùng một người chấm. Nhưng mà mình được có 9 thôi, nó được 10. Đây, anh Long là 9-59 chưa lên 9 tròn. Lên học đại học thì có cả 3.9. 4.0 thì mới bắt đầu tính là qua được 3.9. Toang rồi. Còn một trận đi đấu Sen Long đóng hai nhà BB. Vâng, đó là dấu hiệu của người cao tuổi. Bây giờ khả năng cao ngó lên rời để Sen Long thấy con cá đang bơi. Vâng, trên một dân bài nhắn tử 28. Bài nhắn tử 28 dân nhưng không chết dân. Vâng, cắt
một dân đi tìm nhà đối thủ một cách rất dồn. Các liên thủ Việt đây rồi, đây là nhãn tử. Vâng, phá hiểu luôn. À, phi hộ nhãn tử còn hiểu. Vâng, trận này thì vẫn ban tích căng lắm. Hai hiệp thủ lên đời cũng chỉ xem xem nhau thôi. Đời 2 thì Xe Long lên đời ngang nhãn tử, đời 3 anh lên đời muộn hơn tí. Nhãn tử sẽ ở thế tấn công, Xe Long ở thế phòng thủ. Xe Long sẽ đánh ở thế thủ. Vâng, Long chủ động đi luôn. Tốt quá nhỉ. Nhãn tử, đúng là nhãn tử đã đẩy tân đầu lên rồi, anh lên đời sớm hơn anh ta sẽ chủ động tấn công ngay. Long lại có tân thứ hai của nhà và đi một tân vòng khá khá xa để tìm thủ yếu nhãn tử khai thác. Bây giờ Gen Em sư tử tôi đang gặp bây giờ Xe Long là rất buốt rồi. Long đã ăn được một cung của nhãn tử nha. Từ cái tân cung này chỉ là rối loạn của phần ruộng của Xe Long thôi. Vẫn đang ở cái trận cân bằng miếng trả miếng từ cả hai. Từ đầu Xe Long cũng chưa có tìm được điểm yếu, nhãn tử bó hết rồi. Tử đã bò hết rồi. Pha vừa rồi Xe Long trên liên tiếp 3-4 con cùng rồi. Nhưng anh cũng ăn lại được 3-4 con cân, bởi chỉ số điểm cung vẫn là cân. Kéo tân cung về rồi, đánh cung. Còn người công nó vẫn có lợi hơn. Và đặc biệt là thời điểm đầu nhắm tử đánh được vào phần ruộng. Xe Long cái tên sau bắt quân và thấy là thực yếu hơn hẳn. Đấy, nhãn tử làm quả 5A vón vón dân đều ra sẽ khó dành cho Xe Long. Thì bây giờ Xe Long đi một tên người gọi siêu ả. Tên người ta gọi là đá cạnh chân trụ. Anh đang muốn luồn một tên đấy. Đang đánh được vào khoanh ruộng chính của nguyên thủ nhãn tử. Đây sẽ là một cái tân quân rất quan trọng. Rất quan trọng dành cho Long. Tháng này của Long chỉ là 46 thôi. Cần phải tách ra để có thể cấu được vào mặt dân. Đánh vào mặt tài nguyên của nhãn tử. Chứ tham lai về tính trận của anh thì lép hơn rồi đấy. Lép hơn rồi đấy. Ôi cố thôi, ở nhà cũng đang nhấp cháy là khá khá ghê. Cuộc đời nhãn tử đang dồn lên được cái mặt BG của Xe Long. BG thứ hai. Còn dân đứng chơi là khá khá đâu. Rồi khả năng cao sẽ là 1-3 tràn vào đây không có quân đâu mà đỡ. Tỷ số là 1-3 rồi. Rồi nhãn tử bò rất đẹp luôn, cái mặt hướng từ 12 giờ xuống. Từ đầu Xe Long ý định là đi vòng tìm điểm yếu chỗ mặt đó nhưng không, gần như không có đường vào. Nhãn tử đơn giản là 5 nhà bia anh ta vón dân đều ra ruộng khỏe không cửa. Tỷ số là 1-3, chung kết sớm dành cho Xe Long. Chẳng nhẽ hôm nay anh để thua cả hai kèo, cả hai kèo tỷ số 1-4 ừ, toàn quá. Toàn quá. Ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đi đấu thứ 5, chung kết sớm dành cho Long. Liệu liên thủ Xe Long anh có làm quà bật thần thánh, thua 1-3 anh bật hẳn 4-3 rực rỡ. Nhưng cũng cần những cái bài thi đấu nó phải ổn dành cho anh, như ở trận đi đấu thứ 3.
Bài thượng thứ ba gọi là mắc của mắc rồi. Đây rồi, thôi thì anh Long nhận thôi, đừng múa, đừng múa. Táo á. Tàu luôn này. À. Này, tàu này tôi xem cam quýt múa cũng nhiều. Quýt múa cũng nhiều. Quýt thì từ dân bán ra là chưa thấy anh chơi bài tàu thôi, chứ còn quần nào anh đã đánh bài tàu. Tôi bình luận rất nhiều kèo thi đấu của cam quýt. Long thì cũng không, chúng ta cũng không xa lạ gì những trận yêu anh chơi bài tàu. Yêu bảy luôn, đá về AC đánh bài tàu luôn cho nó mát. Còn nhiều vòi cần. Ủa, quả mắc bêu. Quả đang mắc bêu. Đang điều yêu về nhà chính. Vâng, ngoại trừ Siang Pơ ra thì có lẽ con nào chơi tàu cũng chậm thôi. Con hiểu đang hơi hư, nhảy lính tinh. Xà tin. Tìm ra thêm bầy hiệu to với cả quả phụ nữa. Vẫn còn hai con hiêu trong bầy hiêu đầu. Xe Long đã xử lý được 5 con hiêu về nhà chính của mình rồi. Quả đầu là 6 cây thẳng tắp. Nó tìm ra quả này luôn, có khả năng xe Long không tàu đâu. Anh lại đánh bình thường ngay. Thêm một vòi nữa dành cho Sen Long. À, cho rơi đàn quả đầu. Đầu 6 cây thẳng tắp luôn. Một đôi vòi của mình yêu 7, quả đầu 6. Còn cầu vòi là rất mượt. Thêm một mình yêu to nữa. Ở đây lại có cả quả phu này. Ôi. Toto. Toto. Những thứ này nó mỏng thế nhỉ? Hàng cây luôn ạ. Phải là cái rừng nó hẳn hoi. Ăn thêm hai con yêu. Sáu dân sẽ lao 27 dân của nhắn tử. Đây là bên bò, đây là bia. Cộng thêm một dân nữa.
Oklahoma, Alma, Zoconta, Alma, Omas. Hilari, Omas. Omas, Yuri, Alma, Omas. Raja, Omas. Hãy xin cho bài tàu nghe. Một rồi, tặng A lên tìm A tại cái bên M để ký lần bánh xe để phát là bấm vào đạo tích luôn bánh xe thao tác đó là quá quen đã lên đấy ba bánh xe sóc dân kiểu lên đây muộn hơn hơn dành cho nhà tử, giò nhà tử là cao. Còn 5 nhà BA dành cho sen long. Không hề biết nhà đối thủ đâu, toàn đi tiên nhân chủ độ. Và nó đúng, đây là bãi hoàng của nhà tử, như hai con voi này rất mới. Còn không có nhiều dân. Nhà tử, con anh ta lại chơi mặt dễ nghe điểm yếu của Sen Long. Dễ nghe điểm yếu và đây là bài sân Nga của nhà tử. Đây thôi, thế thì tươi thôi. Này, bốn A, tươi. Rồi, tươi. Tỷ số rất ngắn thôi. Vâng, hương tươi ngay, nhà tử dò vâng hơn 1/4 bản đồ và là bài dừng A, dừng đúng cái mặt này, vâng, 5A chứ phải 4. Xem mấy bản đồ là điểm yếu xe lòng, chỗ cái kẽ hở đó thì vâng, chưa bo, đây chỗ này, nhưng mà nhà tử đi khéo, dò khéo, tìm ra chỗ này luôn tơ đầu vào thì còn ngon. Người luồn tên đấy vào cũng mất thời gian để sâu ở trong nhà Sen Long ạ. Số được dùng đắn có là 2-3. Nhá chờ đợi trận nhiều tiếp theo à. Gỡ thôi, cá gỡ thôi. Bây giờ mỗi trận là một trận chung kết rồi. Không gỡ thì thua. Liệu tỷ số về 3 đều cho nó kịch tính không? Vâng, tiếp tục màu 6 dành cho Sen Long. Đây là quả đồng. Gỗ đầu thì thêm một trận yếu nữa mà gỗ đầu không hề gần dành cho Sen Long. Bóng nhà chính không có một cây gỗ nào cả. Đang ăn nhau ở bể bài anh em nhé. Bây giờ là bài xấu là xe lòng hoàn toàn thể thua. Donna, you're Alamos. Alamos. Bài xấu rồi mà Sen Long có thể thua. Thua tễu. Nhớ quả kèo gì mấy năm trước còn Sen Long còn thua tễu.
Oklahoma, thêm ba đôi voi. Vâng, như vậy là bốn voi dành cho Sinh Long. Zolante. Vâng, bây giờ như có cả quả sát đấy luôn này. Đấy, cả quả sát hiêu luôn này. Ôi, đồ ăn đều hết rồi. Vâng, bốn voi bấy nhiêu quả phụ. Bây giờ đang 2-3 giờ. Ôi, chắc lốt kèo. Lốt kèo này thôi anh em nhá. Buồn quá, không có nhiều khán giả theo dõi. Sáng mai đi làm nó mắc bệnh, mai không dậy được. Đây con địa voi thứ hai. Cây gỗ không hề đẹp, xe lòng đóng hết đầu, dân thứ 18. Đây là vị trí hết đầu. Bằng bởi nhiều sát luôn quả. Quả sát luôn rừng. Ê chờ đấy. Có hai voi về nó gọn không anh? Và thả diều dành cho Sen Long. Còn có voi. Dân đấy xíu đi nó nhanh. Đây sát luôn cả quả luôn. Quả không nhìn thấy rõ cây. Sát nó 5-6 cây thôi. Quả cụ làm gì có 7 cây. Kẹt được cái gỗ và đóng được bầy cờ ăn quả. Nhà của cái thủ nhãn tử không phải góc 9 giờ. Cái nhà anh chẳng hạn. Sẽ là bóc xuống góc 6 giờ. Đó liệu có 3 đều hay không? 3 đều cho nó kịch tính. 3 đều về cho nó kịch tính. Ủi lại thêm 7 điều nữa này. Đá hiệu đi để có thể đọc BB. Sẽ lòng đọc BB trên này. BB trên này. Đây thoăn thoắt luôn này. Đây thoăn thoắt luôn. Đấy bài đẹp cái ép ổn ngay. Điên. Có cái gì nhãn tử ngay nhà anh lại dơ à? Anh Long. Ồ, hai cái thủ khả năng cao đóng A gần nhau luôn. Lại dơ A 27%. Thế này dễ xử lý thôi. Dễ xử lý thôi. Vâng, đóng A thì chấm màu đỏ gần ngay nhà A luôn. Lại là bài dân A của game thủ Gian Di, tức nhãn tử. Nhãn tử là con mắt anh em. À, đây rồi, có cả boy và A dành cho nhãn tử luôn. Còn sang xỉn mịn đấy. Long thì không bo, Long đóng A xa nhau. Vâng. Đây, đóng sát luôn này. Rồi, cũng bo lại thôi. Nhưng tất nhiên là dơ A, nhà tử sẽ không đóng A đẹp rồi. Nhà tử đóng nhà A cách xa nhau, Long rất nhanh tay để có thể về. Vâng.
Rồi, bò lại được một dân của nhãn tử. Được kinh nhạch. Thời điểm nhãn tử đang gia tăng thứ 3. Tiếp tục bò nhanh tay không? Nhanh tay lại tiếp tục bò. Nhốt được hai cung của nhãn tử là quá thơm. Nhốt được hai cung của nhãn tử đúng là quá thơm dành cho lòng. Rồi, sóc tên đỏ. Không có đường cho thằng dân này về. Thằng nhà tử đang lấy 4 dân đập ê. Giờ già ngang nhau. Thằng nhà bia vắt đều dành cho sen lòng. Nhà tử giải thoát được một cung. Còn một cung khác nhà tử rơi cứu. Tỷ số điều cung là 1-0 dành cho lòng. Nhãn tử vẫn đang có cả dân lên quầy. Vâng, Sen Long đơn giản anh lấy dân khác là anh bò. Lấy dân khác là anh bò và tiếp tục nhãn tử nhốt hai cung gờ. Đấy, quá khó dành cho nhãn tử rồi. Anh nhốt hai cung quá khó. Rồi, xử lý dần dần rồi. Để đi nhãn tử ra khỏi nhà mình. Và điều cung là điều bị khiển tướng đến từ cả hai. Tử chết cả quân lẫn dân. Sẽ làm cứ thêm một tên nở ra để nhãn tử nhốt hai con nó dành cho cái đủ màu hai khó đơn giản sẽ làm lên chỗ nhà thì anh không có thể làm được gì. Tỷ số là 3-3 trận đấu rất kịch tính. Bây giờ thì nó lại về vạch xuất phát. Vạch xuất phát thì đúng trận cuối cùng. Vâng, dân có 4A. Nhốt 2 cung. Bài Sen Long thì quá nhiều đồ ăn. Đó dành cho anh tử. Và anh cũng tử luôn. Trận yêu cuối cùng. Chuyện sẽ chú ta. Đi ở cuối cùng à. Tỷ số thì đang là 3-3. Chung kết của chung kết. Ủa, cái giếng sát luôn nhà chính. Đây rồi, quả. Còn rất may. Vâng, quả gần một bãi đá, một bãi vàng nhưng rất may. Đầy đủ 6 cây, đầy đủ, ăn đòn hoàng. Mở mắt ra nó 3 cây đằng sau bãi đá và 3 cây đằng sau bãi vàng. Thì lại buồn cười. Rất may, rất may. Cái này nghỉ thôi anh em ơi. Nó muốn muộn rồi. Đêm quả phụ. Vâng, quả phụ là 6 cây dành cho Sen Long. Đây là yêu đầu. Hơi gian nan. Bây giờ gần như cũng gần gần với mặt xem mẹ bản đồ. Đây là góc 9 giờ và cực kỳ phong thủy dành cho người đánh cung gờ nha. Có thêm một chiến thắng dành cho Sen Long để ấn định kèo ngược dòng trước nhãn tử hay không? Thằng ngược dòng bây giờ thì cho bóng đá thì không phải MU nữa rồi. Đây thôi. Bây giờ ngược dòng thì tôi phải nghĩ đến Bayern Leverkusen. Đấy, toàn canh ghi bàn phút bù giờ thôi. Còn MU bây giờ chắc vâng bị dẫn bàn trước rồi chắc anh buông luôn. Vâng, xử lý bây giờ về là rất gọn dành cho Sen Long. Cũng là gỡ được về ba đều tâm lý thoải mái ở bài cũng đang nó không phải những cái bài đâu sâu như ở những trận đấu trước rồi.
Xe lao đang di chuyển, thảo đang rất bản, rất mắc nhỉ. Câu thêm một voi. Hiểu xử lý hơi xấu một chút, thì con hiểu xử lý hơi xấu, nhưng bốn con về rất đẹp. Hướng đi giếng này. Con ép đầu đã có rồi. Ăn bỏ dần để ăn ép ăn gỗ. Còn hai bãi quả 6, một bầy yêu 5, một voi. Còn gì khác không anh Long? Đây quả phụ 6 cây. À đây đi tìm thêm rồi. Chưa đủ gỗ để có thể đóng bê cơ. Vẫn đang thiếu 2 gỗ, đủ gỗ luôn. Vâng, có chim cò các thứ rồi, anh đi theo nhưng mà. Anh chuột tèo nhá. Rồi đây rồi, vậy yêu thứ hai. Đi đâu mày đi dò chẳng khác gì mình cũng lười lười. Giò đỏ thật. Mình tìm mãi chẳng thấy đồ ăn đâu. Vâng, chung kết rồi. Bên kia họ đánh 27 dân. Hai mươi bảy dân mà chỉ số giỏi là thấp. Vâng, ép đời vẫn đang tốt dành cho xem lọc. Chỉnh thằng dân một nhìn thích nhỉ. Ăn xong quả là ngay lập tức là xóa hai cái ruộng sát sàn sạt luôn. Đúng, chỉnh từng thằng dân một, soi hiêu xem hiêu sắp hết chưa, rồi chỉnh thằng dân chặt gỗ tỉ mỉ thế chứ lị. Vâng, xe long lên đời sớm hơn so với nhãn tử. Anh đánh ít dần hơn lên đời sớm hơn. Tử ấy cũng cả sân ra để boy mà. Vâng, lệ nhau rồi, có bánh xe rồi, lệ nhau thôi. Này thì ủi, một dân này là do nhãn tử anh ấy cắt cử đi tìm nhà xe Long. À, đây rồi. Úi giời, này thì bò lên luôn anh Long, lên luôn. Cứ đánh bằng dân à? Đánh bằng dân. Này, chết 4 dân tiểu đầu.
lợi thế dành cho Long. Không, chết ba dân thôi, không nhớ con nào cả. Nhã Tử định lên boy nhưng không thành, nhưng mà Nhã Tử đã nam Long chú ý, Long chú ý cũng lừa bắn e là không chú ý là cùng họ bắn chết hết. Long đang có 2 turn 4 à. Nhã Tử đánh nhiều hơn một cung R, nhưng mà Nhã Tử sẽ là ra quân muộn hơn. Vâng, đốt E ăn được 3 dân đầu, Nhã Tử là lợi thế rồi. Rồi thêm một turn nữa, đây là turn thứ 3, đều 3-4 nhà bị ăn dành cho xe lọc đấu quân à. Nhã Tử đang điều, Nhã Tử cũng đang điều rất hay. Xe Long chết một cung, vâng điều những con cung R. Vâng, xe Long đang đánh cung giờ dí. Long vừa bắn chết một cung của Nhã Tử, trong khi Long đã thiệt đến 3 cung. Vâng, điều quân là tốt hơn rồi. Nhã Tử anh ta đánh nhiều nhà hơn và anh ta điều rất vâng sòng phẳng. Xe Long buộc phải tăng chính nhà bia thứ 5 gấp. Vâng, Nhã Tử bây giờ mới là người lấy thịt đè người. Bây giờ Nhã Tử mới là người lấy thịt đè người. Vâng, cung R xe Long chết đi là quá nhiều đi, chưa hề thơm dành cho Long. Lùi lại Long sẽ phải những chữ một tơ rồi. Nhã Tử chiếu con dốc quá đẹp, 3 nhà ở dưới dốc dành cho xe Long tăng vội chiếc nhà bè thứ 5. Vâng, bây giờ mới có và tăng thêm chiếc nhà thứ 6 khi mà những nhà trên dốc của anh sẽ bị đốt bỏ đến từ Nhã Tử. Vâng, bây giờ thì quân của xe Long đứng ở cái mặt thế nó sẽ là ở dưới rồi, nó sẽ là cửa dưới ở dưới. Vâng, Nhã Tử thoải mái đốt A. Vâng, gỗ 1 không với được, bây giờ phải chơi gỗ 2 bắn với ra bắn lại thêm một nhà. Bây giờ vẫn đủ 5 A dành cho xe Long, còn một nhà bị đốt bỏ, sẽ thêm một nhà nữa của anh bị đốt. 52 của xe Long vẫn là 52. Nhã Tử bây giờ để lên trồ, lên trồ dành cho Nhã Tử. Long đang giảm, Long đang giảm chỉ là rất đau. Long vẫn đang thủ rất dẻo trong pha này. Nhã Tử có tân quân tiếp viện và cảm giác thêm một đạo quân mới sẽ Long mới thủ được. Nhã Tử đang rất đông hổ báo, cực kỳ đông hổ báo. Tham này sẽ Long phù hề còn có 43 thôi, có cả sân là để mà hỗ trợ dành cho xe Long. Vâng, vừa điều vừa hỗ trợ. Nhớ Nhã Tử đã để lên trồ, không biết anh ta bỏ chưa. Phát dân là bụt, một độc quá, một tìm dành cho lâu. À, Nhã Tử đề 5 và đề 4. Lâu cũng cần thiết để tiếp tục phát dân nào. Đủ được, thủ thì vẫn thủ được. Rồi, kéo Nhã Tử ra khỏi đã. Ra khỏi chí này đã. Chí này thì đuôi. Rồi một cung tách đi. Vẫn thủ thành công nhưng chưa biết thế nào lần đâu. Vẫn chưa biết thế nào lần đâu, được vẫn còn khỏe thì mình sẽ Long. Thì điểm trước Nhã Tử bo bu quanh A là cảm giác hơi khê khê. Nhưng anh thủ thành công rồi. Vâng, anh thủ thành công rồi, tham lai vẫn 51. Rồi, đầu tiên mình lại ra có dân ra. Mình lại có dân ra. Có cả dân quẩy luôn. Dân quân hỗ trợ. Nhã Tử đang... Nếu mà Nhã Tử thua trận này, khả năng dứt điểm của anh là rất kém. Cảm giác là anh phải ngang Lukaku gì đó. Còn dân đang hỗ trợ với cung đỏ tám hai của xe Long. Vâng, tạm thời qua cái thời điểm mà khốn khổ nhất của xe Long rồi, cái thời điểm mà thủ về còn có 40 mấy thôi. Nhưng bây giờ quân của xe Long thì lại đông hơn so với Nhã Tử. Vâng, một pha phản công dành cho xe Long. Bây giờ thoát khỏi cái vị trí mà thế đứng xấu hơn dành cho Long. Long nhoi dần dần ra ngoài, đốt bỏ E, từ từ chậm rãi dành cho xe Long. Tưởng rằng Nhã Tử mới là người nhìn không, bây giờ thì lại anh cân hơn các anh ở đây đi bắn voi rồi. Càng ngày về giai đoạn late game này, Nhã Tử lại cảm giác lại đuối hơn. Rồi, nó để
khả năng dứt điểm của ta vừa rồi gặp Hồng Anh khả năng cao mà mình bắt dân lên vụt cơ, bắt dân lên vụt coi và rồi có cả dân vụt cùng rờ để lên trồ. Vâng, Nhãn Tử thua trong một trận thi đấu mà tưởng rằng anh đã có thể giành chiến thắng trước Sen Lọc. Thời điểm đầu anh là 5A mà đi Sen Long. Nhưng thời điểm sau, vâng, loàng ngoàng một hồi. Vâng, anh vẫn thua. Vâng, chiếm nhà rất tự tin. Sen Long thì các cơ sở làm ăn của anh ổn định, anh tăng thêm nhà. Vâng, tăng lại thêm nhà, Nhãn Tử đốt bỏ anh lại tăng lại. Nhãn Tử công một hồi anh hết lực là anh lăn ra đất. Vâng, tỷ số ấn định đó là 4-3 dành cho Sen Long, chứ không phải chiến thắng thuộc về Nhãn Tử. Đây là chỉ số kim. Sen Long kim 73, Nhãn Tử kim 69, hơn kém nhau 4 kim. Sen Long hơn 4 kim. Còn đây là cái tham lai. Quả thực về còn 42 mình tưởng đi rồi. Vâng, vẫn thủ được. Ôi, 42. Xin lỗi mọi người là 43. Kết thúc buổi live stream trực tiếp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. À, không sâu thế mạng nữa đâu. Hết kèo anh ạ. Cảm ơn.